Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Có Sơn Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây luôn nha. Mỗi cây bên Sơn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên Sơn sẽ để trong phần bình luận. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn. Và tất cả các cây Sơn giao lưu với nhà mình, Sơn đều xin trích phần trăm góp vào cái quỹ gieo hạt lành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh luôn nha. Rồi, nếu nhà mình thương mến Sơn thì cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn nha. Rồi, Sơn thân mời nhà mình giao lưu luôn nha. Rồi, cái đầu tiên của tập này có mã số là 696. 696 là một cây gang vàng lũa thép luôn. Cây sống khỏe luôn nha mình. Phần từ ở đây, cái thân đây nè, từ đây trở lên đây là thân lũa thép luôn đó. Và ở bên đây có một phần từ đây ra đây là thân lũa thép, còn lại là thân sống luôn nha. Thì cái này mình xem thử coi thử cái hướng demo như thế nào. Nếu mình ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn nha. Như cây này thì mình có thể mình làm rừng trên thân như thế này cũng được. Mình dựng rừng trên thân, mình dựng thẳng luôn, dựng thẳng rừng lên thân luôn cũng được, hoặc là mình làm dáng bay. Rồi cây này tôi xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. Có hoàn là 27. Cây cao là 65. Có chiều rộng là 60. 696 300k bao ship là một cây gang vàng lũa thép luôn nha mình. 300k bao ship. Cái này mà làm rừng tinh thân cũng rất là phong cách luôn nha. Rồi Sơn xin qua cái này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 697. 697 là một cây găng vàng phong bay thiên nhiên quái luôn nha mình. Thân lắc lượng luôn, thân lắc lượng quái luôn nha mình. Cốt hình ngay chỗ Sơn đo là 13. Chiều dài của cây là 60. Chiều cao 25. Cái này Sơn xin giao lưu nhanh là 300k bao ship luôn nha. 300k bao ship Sơn giao lưu nhanh luôn. Là một cây găng vàng hay còn gọi là găng tu hú nha mình. 300k bao ship. Cây lắc lượng rất là đẹp. 697 300k bao ship. Rồi Sơn xin qua cái này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 698. 698 gồm có hai cây găng vàng sống khỏe luôn. Hai cây này Sơn xin giao lưu là 200k bao ship luôn nha. Cây cao nhất là 25. Cây này có hoàn 29. Hai cây 200k bao ship, mã số là 698. Hai cây găng vàng luôn nha mình. Hai cây găng vàng 698 200k bao ship. Rồi Sơn xin qua hai cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 699. 699 là một cây găng vàng phong bay thiên nhiên. Cây này đã sống khỏe rồi, Sơn xin giao lưu là 200k bao ship luôn nha. Cây này có hoàn là 18 năm. Cây cao là 29. Chiều bay là 30. 200k bao ship là một cây găng vàng sống khỏe luôn. Này về mình sưu tầm luôn nha. 699
200k bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi mã số 700. 700 là một cây gam vàng sống khỏe luôn nha mình. Cây này cốt đế nở rất đẹp. Cây này lùng lực luôn. Hoàn là 33. Cây cao là 22. Cây này sơ sinh giao lưu là 200k bao ship luôn nha. Rất là mềm luôn. Cây lùng lực rất là đẹp. Form thiên nhiên rất là ok luôn. 700, 200k bao ship. Rất chi là mềm luôn. Rồi sơ xin qua cây này luôn. Rồi mã số là 701. 701 là một cây gam vàng sống khỏe luôn. Cây này có form bay thiên nhiên rất là đẹp luôn. Cây này sơ cũng xin giao lưu là 200k bao ship luôn nha. Cây này hòn 20. Cây cao là 24. Chiều rộng là 38. 200k bao ship luôn nha mình. Giao lưu nhanh luôn. 200k bao ship là một cây găng vàng sống khỏe luôn. Cây rất là đẹp. Rồi sơ xin qua cây này luôn nha. Rồi sơ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 702. 702 gồm có hai cây găng vàng sống khỏe. Lũ thép rất là đẹp luôn. Hai cây này đều tương xứng luôn. Cây này cũng đẹp. Lũ thép âm thân. Cây này lũ cũng đẹp. Mà cây cũng quái nữa. Hai cây này sơn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. Cây cao là tầm 20. 250k bao ship. Gồm có hai cây găng vàng mini nhưng rất là đẹp luôn. Cây quái luôn nha mình. Cây này cũng rất là ok luôn. Hai cây 250k bao ship. Rồi sơ xin qua hai cây này luôn. Lô này toàn là cây đẹp không nha mình. Rồi mã số 703. 703 là một cây dán bay hoặc là dán huyền hoặc là dán đổ. Mình kiểu gì mình làm kiểu đó luôn nha. Hoàn là 26. Cây cao là 16. Chiều rộng là 42. Cây này sơ xin giao lưu nhanh luôn. 200k bao ship. Rất chi là mềm. Nhà mình ủng hộ sơ luôn nha. 200k bao ship. 703. 200k bao ship. Là một cây găng vàng. Rất là đẹp luôn. Rất chi là mềm luôn. Rồi sơ xin qua cây này luôn nha. Rồi sơ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 704. 704 là một cây găng vàng form bay thiên nhiên. Hoặc là mình làm dán trật cũng được luôn nha. Mình có thể làm bay hoặc là mình dựng trật lại cũng đều được luôn. Cây này thì sơn giao lưu cũng mềm thôi. Có hoàn là 43. Cây bay là 40. Thân này là thân lũ luôn nha mình. Thân này thân lũ luôn. Còn lại là thân sống. Cây này sơn cũng xin giao lưu nhanh luôn. 250k bao ship luôn nha mình. Sơn giao lưu nhanh luôn. 250k bao ship. Rất chi là sinh viên luôn nha mình. 704. 250k bao ship là một cây găng vàng sống khỏe luôn. Bao ok luôn nha mình. Rất chi là sinh viên. Rất chi là học sinh luôn. Rồi sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 705. 705 là một cụm kim tiền liền cốt. Lũ thép âm thân luôn nha mình. Có cái thân chính này nó có lũ thép âm thân lên tới đỉnh ngọn luôn. Rất là đẹp. Lũ này là lũ thép có nghĩa là cái phần lõi nó đã bị mục hết rồi. Nó còn lại cái phần lõi nó là phần không thể mục được nữa luôn nha mình. Đây là một cụm liền cốt luôn. Cây này có tổng hoành là 55. Cây cao là 63. Cây này sơ sinh giao lưu nhanh là
350k bao ship luôn nha. 350k bao ship là một cụm kim tiền, hay còn gọi là vảy ốc, thanh ốc, sam trâu, đồng tiền cũng là nó luôn. À, cái này nó có thân này thân khô, thân này thân khô, nhưng nó vẫn sống ở đây nha. Từ đây trở lên đây là thân khô, từ đây thân này là thân khô luôn, còn lại là thân thân tươi. Và một thân thân chính này là thân 150 là lũ, 50 là thân sống. Nó thể hiện một cái sự sống rất là mãnh liệt luôn. 350k bao ship cụm này rất là ok luôn nha. Rồi, cụm này cũng đã kết thúc luôn. Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ Sơn luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha mình. Và nếu nhà mình thương mến Sơn, cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn. Và một vấn đề nữa, nếu nhà mình ủng hộ Sơn, chốt cho thật tâm luôn nha. Đừng có bom cho Sơn, rất là tội nghiệp. Rồi, Sơn chân thành cảm ơn nhà mình. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha.